Trông vô. Tới giờ rồi. Tới giờ rồi, ghê tám. Đừng lửa với họ gã đứng. Họ gã đứng thì nguy hiểm lắm. Châu thì cho 5
phải nữa điền vô nó mới được chứ không năm. Đau không? Nó điền vô quấn vô mặt chao đó. Thử đi. Tốc độ trẻ mà thử đủ đi.